Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2020 và chào đón những du khách đầu tiên tại Mũi Điện, điểm cực đông trên đất liền, nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Dưới lá cờ Tổ quốc, bài quốc ca được đồng thanh hát vang. Ca từ của bài tiến quân ca hòa vào tiếng sóng, tiếng gió của biển cả, của nắng ban mai, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Còn đối với những du khách nước ngoài, được tham dự chào cờ vào ngày đầu năm ở Việt Nam cũng mang lại nhiều điều thú vị. Là cảm xúc mình rất là tự hào, mọi niềm hân hoan của mình được đón những ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Nhưng tới đây chào cờ, cho thấy cũng rất phấn khởi và hạnh phúc. Ước vì thấy sự hùng vĩ của Mũi Điện và những khúc ca hào hùng của Việt Nam. Không khí ngày hôm nay thật tuyệt. Chúng ta được đứng trước biển, được nhìn ra biển và đón ánh nắng bình minh. Lời bài hát quốc ca của Việt Nam cũng rất hùng tráng. Thật là ý nghĩa khi đầu năm mới lại có những khoảnh khắc như thế này. Hoạt động chào cờ đầu năm 2020 được tỉnh Phú Yên tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho chuỗi các hoạt động mừng Đảng mừng xuân đầy khởi sắc tại Phú Yên. Để tổ chức lễ chào cờ để chúng ta khơi dậy cái tinh thần yêu nước và cái động lực, tinh thần quyết tâm phấn đấu góp phần xây dựng quê hương Phú Yên, xây dựng Tổ quốc thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Chúng ta vui mừng với những cái kết quả mà tỉnh Phú Yên của chúng ta đã đạt được trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, là năm thứ hai liên tiếp mà tỉnh ta hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Và nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 8,94%, đạt rất nhiều những cái thành tựu để làm cái tiền đề để cho tỉnh Phú Yên của chúng ta bước sang năm 2020 với những động lực mới, tinh thần mới, ý chí mới và khát vọng mới. Năm 2019, du lịch Phú Yên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú chất lượng, lượng khách du lịch đến Phú Yên tăng mạnh với 1,8 triệu lượt người.